Messi, chọn đời một huyền thoại là một câu chuyện hấp dẫn và cảm động về cuộc đời của Lionel Messi, người đã trở thành một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất trong lịch sử. Từ những ngày thơ ấu nghèo khó tại quê nhà Argentina cho đến những thành công vang dội trên sân cỏ thế giới, video này sẽ khám phá và truyền cảm hứng từ hành trình của Messi. Viễn cảnh chiêu mộ Messi vào lò đào tạo của Barcelona. Cuộc hành trình của Lionel Messi tiếp tục với một sự kiện quan trọng, viễn cảnh chiêu mộ anh vào lò đào tạo của câu lạc bộ Barcelona. Đây là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Messi, mở ra một cánh cửa mới về thành công và danh tiếng. Vào năm 2000, khi Messi mới 13 tuổi, anh được phát hiện bởi nhà quản lý của Barcelona, Carles Ricard, trong một giải đấu trẻ ở Argentina. Ricard đã nhìn thấy tiềm năng và tài năng vượt trội của Messi và ngay lập tức ông không ngần ngại ký hợp đồng với cậu bé nhỏ. Sau khi gia nhập lò đào tạo của Barcelona, Messi bước vào một môi trường chuyên nghiệp và được huấn luyện bởi những người có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử bóng đá. Anh đã phát triển không chỉ về kỹ thuật và tư duy chiến thuật, mà còn về vị trí chơi và sự đa năng trên sân cỏ. Với tài năng xuất chúng của mình, Messi nhanh chóng tỏa sáng trong đội trẻ của Barcelona. Anh đã ghi bàn và kiến tạo hàng loạt, khiến mọi người chú ý và kỳ vọng vào tương lai của anh. Đội trưởng của Barcelona lúc bấy giờ, Carles Puyol đã từng nói với huấn luyện viên Ferran Ricard, hãy giữ chân chú bé này, Messi, nếu không, bạn sẽ phải nuối tiếc suốt đời. Không chỉ những người trong câu lạc bộ, mà cả các ngôi sao hàng đầu của Barcelona như Ronaldinho và Xavi cũng nhận ra sự đặc biệt của Messi. Họ nhận xét rằng anh có khả năng điều chỉnh bóng, tốc độ và tầm nhìn xuất sắc. Những lời khen ngợi này thực sự củng cố thêm sự tự tin và khao khát thành công của Messi. Viễn cảnh chiêu mộ Messi vào lò đào tạo của Barcelona đã tạo nên nền tảng cho sự thành công to lớn của anh trong tương lai. Đó là nơi mà Messi đã có cơ hội tiếp cận với các cấp độ chuyên nghiệp, học hỏi từ những người giỏi nhất và trưởng thành để trở thành huyền thoại bất diệt của Barcelona và bóng đá thế giới. Sau khi gia nhập lò đào tạo của Barcelona, Lionel Messi đã trải qua một hành trình đầy thử thách và bước tiến đáng kinh ngạc trong sự nghiệp của mình từ Barcelona B đến đội 1 của câu lạc bộ. Bước đầu tiên trong hành trình này là thi đấu cho Barcelona B, đội trẻ của câu lạc bộ, nơi Messi có cơ hội rèn luyện và nâng cao kỹ thuật của mình. Trong thời gian này, anh đã chứng minh tài năng của mình và trở thành một trong những cầu thủ nổi bật trong đội. Trong suốt những năm tiếp theo, Messi tiếp tục nâng cao tầm ảnh hưởng của mình. Anh trở thành một cầu thủ quan trọng trong chiến thuật của đội bóng và nhận được sự công nhận từ cả các đồng đội và huấn luyện viên. Khả năng điều chỉnh bóng tuyệt vời, tốc độ và kỹ thuật của Messi đã tạo ra những pha bóng mãn nhãn và ghi nhiều bàn thắng quan trọng cho Barcelona. Qua những bước tiến trong sự nghiệp ở Barcelona B và đội 1, Messi đã trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới. Tài năng và thành công của anh đã đưa Barcelona đến những đỉnh cao vinh quang và tạo ra một di sản không thể nào quên được, Regenerate Responser. Hết phần 1 Hãy đăng ký kênh để đón xem phần 2 về cuộc đời Messi nhé. Thăng các bạn đã xem hết video, Regenra Red Ponser.